Xin chào các bạn, hôm nay mình gửi cho các bạn một video để chỉnh sửa cái lỗi mà máy chủ của Google nó không cho chúng ta cập nhật trên Windows của cái máy tính laptop của bạn nhé. Mình thử cái Google Drive này sang các máy khác đây, các cái phần mục Google Sheet hay là trang tính hay là từ tài liệu nó không cho chúng ta kết nối và chúng ta chia sẻ các cái tệp này cũng không chia sẻ được. Vậy thì nó báo cái lỗi là gì ạ? Máy chủ bị lỗi, vui lòng thử lại sau. Đó. Thì mình mang cái tài khoản Gmail này sang một cái máy tính khác thì vẫn sử dụng được nha các bạn. Đấy, đầu tiên là các bạn phải test thử là mang cái Gmail này sang một cái máy tính khác. Nếu như máy tính khác vẫn hoạt động bình thường thì chúng ta mới xác định là cái máy tính của chúng ta nó có vấn đề, đúng không ạ? Và cách xử lý như sau. Mình sẽ kiểm tra cho các bạn này. Đó là các bạn hãy quay trở lại màn hình chính này, các bạn vào Read PC đây, đây Read PC này, đấy các bạn mở ra này, sau đó các bạn vào cho mình vào cái mục là Windows C, các bạn mở Windows C này. Các bạn tìm đến cái thư mục là Windows, các bạn mở Windows nhé, các bạn tìm cho mình cái thư mục là đây, cái thư mục này nhé, System32 này, đấy, sau đó các bạn mở ra này, mở ra các bạn tìm cho mình cái thư mục là Driver. Tiếp theo các bạn sẽ tìm đến một cái thư mục là STC. Ok, tại đây thì các bạn sẽ mở cho mình một cái thư mục, đó là thư mục host. Ở đây chúng ta có cái thư mục host trên đầu nhé, chúng ta sẽ lấy thư mục host trên đầu đây này, cái thư mục host này trên đầu của chúng ta này, chúng ta mở ra, chúng ta bấm chuột trái hai lần thì nó hỏi chúng ta là lấy cái nào để mở. Bạn vào Notepad này, đây này cái quyển sách này nhé, sau đó bạn nhấn OK. Thì tại đây các bạn có thể nhìn thấy không ạ, ở trong Google ấy nó báo với chúng ta bị lỗi. Tại sao lại bị lỗi? Bởi vì ở trong cái file hot này nó đã chặn, đây đang chặn IP của chúng ta đây, các bạn nhìn thấy không ạ, nó đã chặn IP của chúng ta, ý là nó chặn IP máy chủ của cái máy tính này đấy. Thì bây giờ việc của chúng ta sẽ là gì ạ? Chúng ta sẽ bôi đen nó như thế này, sau đó các bạn xóa hết đi cho mình đấy. OK, mình sẽ xóa hết đi như thế này. Sau đó tiếp tục các bạn vào file, các bạn save này nhé, save đó thì nó sẽ cho chúng ta vào text document nhé các bạn ạ. Text document các bạn cứ khi nào file hot đó các bạn ấn save, các bạn cứ ấn yes cho mình, yes đây nó sẽ chuyển vào document này, save. OK, sau đó thì các bạn tắt cái này đi được rồi đó. Tiếp theo mình sẽ thu nhỏ cái này lại để chúng ta mở một cái tab khác để các bạn thấy là cái file đấy đang ở đâu nhé. Đây, chúng ta tiếp tục mở một cái tab khác. Các bạn mở document này. Ở đây các bạn nhìn thấy cái file hot không? Hot.txt chúng ta vừa tải về đấy. Chúng ta vừa save lại đấy. Đúng không ạ? OK. Thì để thay đổi cái hot này, nhiệm vụ của chúng ta đây, mình mở cho bạn thêm một cái tab này. Cái tab STC ở đây này, Windows này, Windows S này, System32 này, Reverse này, STC này, cái hot này, để đổi được cái file hot txt đó thay cho cái file hot này thì chúng ta sẽ làm các bước như sau. Đầu tiên các bạn chuột phải để các bạn đổi tên nó cho mình, các bạn thêm nó một cái từ gì đó đằng sau, ví dụ như là mình thêm 102 đi chẳng hạn nhé, mình vẫn thêm 102 đi, sau đó các bạn click ra. Đó, thì nó sẽ đổi cho chúng ta thành cái file này. Và việc của chúng ta bây giờ sẽ là tiếp theo, chúng ta sẽ vào View, các bạn vào Option, các bạn Change Pro Option này. Đó, xong các bạn lại vào tiếp tục vào cái View. OK, xong các bạn kéo xuống cho mình, các bạn tìm thấy cái mục Header này. Ở đây có 3 mục Header, các bạn tắt hết này. Đây, khi chúng ta tắt đến cái Header Protector này thì nó sẽ hỏi chúng ta cứ Yes cho mình nhé. Yes, xong có loại của âm ly. Sau bạn nhấn OK. Rồi. Thì đây nó sẽ cho chúng ta xử lý cho chúng ta như vậy. Bây giờ việc của chúng ta là chuyển cái file hot của document vào đây. Việc của chúng ta sẽ là mở cái tab document lên này. Các bạn chuột phải. Đây, các bạn đồng nó chuột phải này. Các bạn copy này. Sau các bạn quay trở lại cái tab vừa nãy này. Đấy, các bạn dán vào đây. Paste. Các bạn cứ continue, đúng không ạ? Rồi bây giờ
việc của chúng ta rất đơn giản thôi. Chúng ta chuyển cái file hot stick TXT này thành file hot để cho cái máy chủ nó nhận diện được cái file hot này nhé. Cách làm như sau, các bạn nhấn chuột phải này, các bạn đổi tên này, các bạn xóa cho mình TXT đi này, rồi các bạn click ra, nó sẽ hỏi chúng ta quy hết đi thôi. Đó, thì các bạn thấy không, nó sẽ không còn cái TXT nữa, và bây giờ cái máy chủ chúng ta sẽ đọc nó là cái file hot này. Để kiểm tra, các bạn sẽ kiểm tra cho mình file hot này nhé. Đây, vẫn vào lục ra file này, nhấn OK. Đấy, thì các bạn thấy là phía dưới nó đã bị xóa đi rồi đúng không? Nó không còn nữa. Như vậy thì chúng ta sẽ bây giờ quay trở lại cho một cốc cốc để chúng ta kiểm tra xem là cái lỗi chúng ta không vào được, không kết nối được máy chủ của Google xem đã xử lý được chưa nhé. Mình tắt đi này, mình thu nhỏ lại cho các bạn. Reset. Được chưa? Rồi tiếp tục mình sẽ mở cái cốc cốc chẳng hạn. Đây bây giờ mình sẽ F5 này. Rồi đang chờ. Ok. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Vừa lấy cái lỗi của chúng ta là bị sao? Bị là mình cài đặt, mình chặn cái máy chủ của Google, nên là máy chủ Google nó không kết nối được với chúng ta. Đấy bây giờ chúng ta sẽ thấy là cái Google tài liệu trong tính nó lên lại đầy đủ rồi. Đúng không ạ? Đó là cái cách để mình hướng dẫn các bạn là xử lý cái trường hợp là bị máy tính của chúng ta nó chặn nhá, nó chặn các cái tài khoản Google. Đấy. Ok. Và mình cũng xin nói luôn là cái video này mình hướng dẫn đó là liên quan đến cái cách mà ví dụ một cái trang web là nó bị không kết nối được máy chủ nhá. Đấy. Thì các bạn có thể thử bằng nhiều cách, nếu như cách nào hay thì các bạn có thể sử dụng. Và mình cũng đã đi tìm hiểu nhưng mình thấy là lạ thật, không biết tại sao nó lại bị chặn như vậy. Và mình tìm hiểu nguyên nhân thì hóa ra là cái máy tính của chúng ta nó tự động chặn cái file hot đó nha các bạn. Rồi chúng ta bắt đầu sử dụng thôi. Ví dụ này mình vào trang tính bình thường này. Đấy, lúc đầu video của chúng ta là không vào được trang tính đấy các bạn, và nó báo lỗi, và bây giờ các bạn thấy nó không báo lỗi. Đây, không báo lỗi, chúng ta chia sẻ bình thường. Đây, mình chia sẻ file là bình thường này. Đấy, mình chia sẻ bình thường nhá, vừa đây chúng ta không chia sẻ được đâu, nó báo chúng ta rất nhiều lỗi. Đấy. Ok, đấy bạn đã nhận quyền truy cập này đó. Ok chưa bạn? Đó, thấy video này hay thì các bạn hãy để cho mình like và bấm vào đăng ký để làm thêm nhiều video khác nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn.